Trước qua đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông chết người trên đường DT741, đoạn qua phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, giữa xe tải và xe máy, khiến bé trai 8 tuổi tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ trưa qua, tài xế Hoàng Tuấn Việt, 28 tuổi, ngụ tại Đắk Nông, điều khiển xe tải biển số 61C27803 lưu thông trên đường DT741 hướng từ thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước đi tỉnh Đắk Nông, đến khu phố 3 phường Phước Bình, bất ngờ va chạm với xe máy biển số 93B1-5288 do chị Võ Thị Kính, 47 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước điều khiển, chở theo con trai là Nguyễn Bảo Sơn, 8 tuổi, lưu thông cùng chiều phía trước. Cú va chạm mạnh khiến mẹ con chị Kính bị ngã xuống đường, cháu Sơn bị xe tải cán qua người, tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy bị hư hỏng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.